Hello, các bạn. No! Tôi chơi cái bật đi. Cái bật đi với những phiên bản boss khác nhau. Phiên bản đầu tiên Venom. Calculator. Thiếu một ít tiền nữa. Và nó đi. Có xong được nhỉ? Oh, like you needed that. Ow. No, no, not that. Man down. Oh, we're shooting range. I can't take this. Chết, tiếp tục. Và tiếp tục cái phiên bản mod của bài đây. Đen đi. Thượng tiền. À. Penny đã bị bành sạc một cái quả bom này. Siêu bom địa ngục. Ở đây chờ đợi cái này nó hiện rồi. Mình vừa cho Betty vào đây để làm mắm tôm. Tan chảy luôn. Xem nó có cái gì nữa không. Way to go. Đây cái gì? Một tí chất phóng xạ đấy. Có cái hình này là toàn là phóng xạ này, nguy hiểm này. Này bên đi đột biến rồi. Đây đây, cho cái hộp thuốc này vào để thành đột biến này. Ôi đột biến thì chả mắt rồi, ta sang khác đi. Ugh, it stinks like garbage in here. Chắc. You're killing me. Ôi trời ơi. Thế rồi nhỉ? Babushka. À, cho lại sang phiên bản mob của Khúc Bunny. Rất nhiều, mình có rất nhiều phiên bản mob. Chơi tận mai không biết. Ai đổi sang con khủng long này xem nào. Hey, give me all broken. Người đâu? Đây. So, what do you want to do? Khủng long này to quá. Riêng cái hình của nó đã chiếm mất nửa cái màn hình rồi. Thôi. Trời ơi, con alien này ra đi. Top. Nguy chưa? Cái trò này 2-3 năm chưa thấy update. Không biết cả nhà phát hành game này có phát triển nữa không?
cho cái con Bloodborne này ra đi. Ui giời ơi, xuất hiện như thật. Game này độ giải trí thì phải nói là số 1 rồi. Ta xả chat rất là vui. Xem có cái gì nữa không? Choose something else. Cái này nhớ kết hợp được ấy. That's not right. Khẩu súng này đi. Excellent choice. À, đâu rồi? Quay, quay, quay. Ta đã vào. You anything I can read for a few minutes? Với cái phiên bản Mob Spider-Man. Làm gì bây giờ? Steamboat Willie. Chọn cái phần hero này đi. No, not that. Hey, hey, let's get down to business. Oh God! Prick me, do I not bleed? Die? Sharp, sharp, sharp! Whoa! Help me! Oh, cái này nó phóng to lên này. Cái móc câu này là của thần chết thế này. Cào hết luôn. Zombie, zombie. Triệu hồi zombie này. Wow. À, có một cái gì đó rất là rung lắc à. Chẳng có người đâu cả. Rung lắc quá. Quay quay. Ta sẵn map của SpongeBob. Ooh, nice fingers you got there. Này gì? No. Nấm. À, cái nấm này cái độc đấy nha. Ta lạc vào đây là sẽ bị chết toàn. Đấy, 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 đấy. Ô, chuyển sang trồng cái đậu thần này đi. Là ô, cái này như kiểu như bóng rồi này. Chỉ tụi nó nổ rồi. À. Hai chị.
I'll never sleep again.